Từ đó. Sau khi thả chân trâu từ từ vào thì mình khuấy đều. Bây giờ mình đậy đậy vung lại. Đun 30 phút nhé. Đây được. Sau khi được 30 phút thì ta tắt bếp. Đun sôi 30 phút thì ta tắt bếp. Đấy. Ta ủ thêm 30 phút nữa nha. Ta mang rửa. Mình xả nước này. Mình cho nó tan ra để tránh hiện tượng tắc cống, nước trên trâu sẽ sệt là hay để nó tắc cống rồi. Mình sẽ rửa hết cái nhựa trên trâu đi. Đấy, trên trâu rời như thế này. Cho lên cho khoảng 50 ml đường nước. Đường nước hoặc mật ong cũng được. Đấy, đảo đều lên để chân chân trâu sẽ hút vào. Để chân trâu sẽ ngon hơn. Sẽ óng ánh và dẻo. Nếu có đường nước ta sẽ dùng đường đường hạt này cũng được. Đường hạt ta cho đây. Đấy. Cũng đảo lên. Đảo tan đường được. Rồi. Chờ ngon chưa? Thế là mình đã xong bát chân trâu.